Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết với 153 ca mắc mới ghi nhận trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 8, tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay trên địa bàn thành phố đã lên đến 3.149 ca. Dịch bệnh đã lan sang 55 trên 56 xã vườn trên địa bàn với tổng cộng 694 điểm nóng được ghi nhận. Trong đó, đến nay đã có 326 điểm nóng được dỡ phong tỏa, hiện còn 368 điểm là tâm dịch trong đợt này nên quận Sơn Trà là địa phương có nhiều điểm nông nhất với 167 điểm, tiếp đến là Thanh Khê, Cẩm Lệ. Đặc biệt những ngày gần đây, tình hình dịch tại các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ diễn biến rất phức tạp khi có nhiều ca bệnh liên quan chợ đồng bối Hòa Cường.